Kính thưa quý vị, một tàu dầu của Nhật Bản bị cháy. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin, hôm nay các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng dập tắt một ngọn lửa trên một chiếc tàu chở dầu nhỏ của Nhật Bản ngoài khơi bờ biển Himeji. Có 3 thủy thủ đã bị thương nặng và một người đã mất tích. Các nhân chứng trên bờ cho biết họ đã nghe một tiếng nổ từ trên chiếc tàu Shokomaru vào khoảng 9 giờ 25 phút sáng nay giờ địa phương. Khi tuần duyên của Nhật Bản đến nơi, thì họ nhìn thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một lỗ hổng trên con tàu bị nghiền. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết, chiếc tàu không có mang theo dầu và có 8 thủy thủ trên tàu, 7 người đã được cứu, nhưng một thủy thủ đã mất tích. Vài ngày trước đó, chiếc tàu nặng 998 tấn, dài 81 mét, đã chở 2 triệu lít dầu từ Hiroshima đến một nhà máy điện ở tỉnh Hyogo. Phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng cho biết là các thủy thủ đã sử dụng máy mài để cạo bỏ rỉ sét trên bon tàu.